là một cái công việc cuối cùng. Nhưng mà bắt cô phải chịu thiệt thòi, con có sợ? Bây giờ tôi còn sợ thiệt thòi gì nữa. Tôi sắp bị người ta chém đầu rồi. Nhưng điều đó, lát nữa ở đây sẽ có rất nhiều người, sẽ rất nhóm. Nhưng mà cô cứ mặc kệ đừng có gì hết. Đó là cứ làm cho bà điện của ta là được rồi. Tôi giúp tiền sinh lại lời ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.